đây là cái đùi nha mọi người. Ngon mọi người. Liêm xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến video của Liêm nha. Và Liêm ngày hôm nay chuẩn bị cái món là cút nướng nha mọi người. Đó. Thì mấy hôm nay thì cái cũng ra video hơi trễ á, trễ một ngày mọi người. Chắc mọi người cũng đợi quá lâu ha. Sao mọi người buồn thì nên Liêm mua cái này là mua nha mọi người, không có tự tay Liêm làm nha. Đây là mua cúc nè, mình mua Liêm mua đâu 7 con nha mọi người, 7 con cúc, cúc nướng luôn, siêu cay luôn. Kèm theo đây là nước chấm này, muối tiêu mọi người, muối tiêu với tắc nè, với dưa leo nè, rau găm. Đây là hai ổ bánh mì với nước chấm bánh mì nha. Đây. Đó. Thì trong thời gian qua thì Liêm rất là biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Liêm trong thời gian qua. Kênh Liêm hiện giờ là cán mốc là được 1.000 người rồi mọi người. Cũng là đến cũng đủ điều kiện để kiếm tiền rồi. Nhưng mà còn cái giờ mọi người ơi. Giờ thì Liêm còn thiếu rất nhiều. Đó, thì mong của mọi người mà xem video của Liêm á thì thương Liêm thì xem hoặc là nửa cái video, nửa thời gian video cũng được, hoặc là 5-6 phút cũng được. Đó, mọi người có thể là like, bình comment xuống dưới hoặc là chia sẻ qua những cái Facebook, Zalo hay là những cái trang khác để cho Liêm có cái sự tương tác nó tốt, để YouTube nó đánh giá cái kênh của Liêm để nó phát triển hơn. Thì Liêm là cũng làm công nhân á mọi người, thì cũng lẽ là cả đời cuộc đời mình sẽ làm công nhân mãi, thì trước sau thì mình cũng thể làm một cái việc khác cho cuộc sống sau này thôi. Đó, thì coi mình làm YouTube á thì có nghĩa là đây là một cái công việc mới của Liêm, thì Liêm cũng đặt nhiều niềm tin, nhiều hy vọng và đam mê cho anh cái YouTube mình, làm video của mình. Nhưng thật sự là cuộc sống mà không có nó chứa được điều gì cho mọi người, nó cứ bôn ba, thì mình sẽ bản thân mình phải cố gắng nỗ lực hơn. Đó, thì coi như đây là cái công việc mới của Liêm. Liêm tập làm để cho mình có cảm nhận, để hòa đồng với cộng đồng. Đó, kết nối với mọi người để mong mọi người có một cái tình cảm yêu quý và ủng hộ Liêm sau này. Đây Liêm sẽ mời mọi người ăn cùng với Liêm cúc nướng nha. Đây Liêm mua 7 con đó mọi người. Còn như ở đây bán là con 5.000, ố 10.000 đó mọi người. Nó lộn nữa. Đây xin mời mọi người nha. Con to nha mọi người. Này cúc to luôn á. Mình quên nặng tách ở đây. Ngon lành luôn mọi người ơi, ngon lành cành đào luôn. Nay thứ bảy, nói chung là thứ bảy Liêm được về sớm, mà Liêm cũng quay video giờ tối trễ mọi người, giờ khuya 9-10 giờ Liêm mới quay, tại vì trong cái dãy trọ của Liêm á nhiều em á nó hơi ồn, nên là Liêm phải quay hai phía để cho nó yên tĩnh hơn. À, còn giờ này là cuối tuần mà còn người ta còn hát nhạc đâu người mình cũng quay mà sợ nghe tiếng nhạc bị bản quyền quá. Đó. Đây, Liêm mời mọi người ăn cúc nướng với Liêm nha. À, đây là cái đùi nha mọi người. Ngon mọi người.
Đây có rau găm nữa, ta cho rau găm nhiều lắm mọi người. Ăn kèm với bánh mì luôn nè, cút nướng mà ăn kèm với bánh mì ngon. Chỗ bán cút nướng này là ngay chỗ cái anh mà bán thịt heo mà hôm trước Liêm mua không mọi người. Kênh của Liêm là cán mốc được 1.000 sub. Là Liêm những cái video thời gian tới là Liêm sẽ có một cái video ăn mừng 1.000 sub luôn nha mọi người. Mọi người nhớ để ý cái điện thoại có thông báo thì đến xem ủng hộ Liêm nha. Ăn mừng 1.000 sub á, Liêm sẽ đi dành tiền ra mua cái gì đó ngon ngon về đãi mọi người ăn cùng với Liêm. Cút hôm nay mọi người nướng hơi bị khô, xương cút nó rất là giòn mọi người, người có thể ăn mà mát nhai nhuyễn được, nuốt được mọi người. Bánh mì như là để lâu rồi đó mọi người, nó hơi mềm. Cái chén nước chấm này nè, như là đặc biệt của chỗ bán cút nướng này nè, với heo quay mọi người. Nên là không biết tạm. Cái chấm này không biết họ hay như nào. Mời mọi người nha, con này mất tiêu cái đầu rồi. Đây là cái đầu nằm đây. Xương rất là nhỏ và giòn. Nướng hơi khô, nó hơi dai dai. Liêm không biết hôm nay ăn hết 7 con này không. Liêm lần đầu tiên là ăn nhiều, ăn cút nhiều vậy luôn rồi. Thường thường là ăn 1 đến 2 con thôi. Hôm nay là Liêm một mình Liêm ăn 7 con. Mấy hôm nay đi học đi làm, đi bây giờ làm thời vụ mà người làm thợ may, may thời vụ á, một ngày có mấy trăm ngàn à. Ngày thường á, ngày thường may 9-10 tiếng, có thứ bảy may 8-9, ngồi may 8 tiếng mọi người. Làm thợ may may đặt từ sớm đau lưng lắm. Số công nhân là vậy mọi người, số công nhân là sáng đi sớm, về là mặt trời lặn mới về. Sáng đi làm thì chưa thấy mặt trời mọc,
mà một ngày có 200, 250 ngày mà không tăng ca mọi người, lương rất là thấp. Với công ty mà cho tăng ca là cái tiền tăng ca đó mỗi tháng là còn chi trả được tiền nhà, tiền điện, tiền nước đó mọi người. Làm công nhân á đủ ăn đủ xài mọi người, mày gặp năm nay cái xăng lên giá nữa đó, bây giờ tất cả công nhân bây giờ ta bàn nhau là một là mua xe điện, xe đạp điện để đi mọi người, chứ tình hình này là không biết chừng nào mà xăng giảm. Cái gì cũng lên giá hết trơn, tiền xăng lên giá, tiền đi chợ lên giá, tiền nhà lên giá, mà tiền lương không có lên mọi người. Ai làm công nhân á và hiểu cái cảnh này mọi người, khổ lắm. Đi làm lương thì ít, doanh nghiệp thì lại khó khăn không cho tăng ca, hàng thì ít, tháng lãnh ra không nhiêu tiền hết, trả tiền nhà tiền ăn là hết, con cái đi học mà còn về sớm, về sớm là tốn tiền lắm mọi người, về sớm là tốn tiền bữa ăn buổi chiều mọi người. Nếu mà làm tại công ty á, công ty á tăng ca công ty bao ăn buổi chiều, là đi làm công nhân đi làm về là không có ăn cơm tối, ở nhà đỡ tốn tiền. Còn về sớm là phải tốn tiền đi chợ bữa cơm chiều. Hỏi vậy mọi người, hỏi vậy sao mà sống? Nên là Liêm mới làm kênh YouTube đó mọi người, YouTube để kiếm thêm, hy vọng là kiếm thêm mọi người, kiếm để xoay sở trong gia đình. Thật sự là Liêm làm video không có hay, nhưng mà cái cuộc sống với cái lòng đam mê của Liêm nhỏ tới lớn, bây giờ ai cũng có điện thoại hết rồi mọi người, ai đều ai cũng có điện thoại hết, dù lớn nhỏ gì đều có hết. Bây giờ là mạng xã hội càng ngày càng phát triển nhiều, nên là thì bây giờ mình đam mê mình làm đi thôi, không hay, nhưng mà sau này biết đâu được mình được nhiều người, được những em nhỏ, được mọi người biết đến xem và ủng hộ mình. Dù mình chậm hơn người ta, tại vì sao? Tại vì sao mà mình làm mà không hay? Tại vì thời gian của mình đó, nguyên một ngày mình ở công ty hết, mình về nhà chỉ có về nhà là lúc là 6 giờ chiều. 6 giờ chiều giờ mọi người kêu mình quay gì, không thể quay được cái gì hết. Cơm nước con cái xong rồi tới 7-8 giờ tối à. Hôm nào bình thường ăn cơm bình thường thôi là 8 giờ tối người. Cho dù về 6 giờ là 8 giờ tối cũng ăn cơm chiều à. Nên là mình làm cái video ăn uống không về ẩm thực á, thì rất là nhiều người làm giống như mình. Mình làm không bằng người ta, đồ ăn các thứ rồi mình không bằng người ta, tại người ta có tiền, ta đầu tư nhiều, nên là đồ ăn nhìn thấy rất là nhiều, nhìn vô là mê. Mà Liêm nhầm lúc mà Liêm coi những video anh chị đi trước á, Liêm còn phá, nhìn đồ ăn là Liêm phá ghiền luôn.
nhưng mình không ai thôi thắng được. Mình chỉ xem là mình học hỏi thêm kinh nghiệm và cố gắng làm tốt hơn thôi, chứ còn mình không so sánh được những người đó được, tại người ta đi trước rồi, đi trước người ta đã thành công rồi. Mình làm video, mình làm cái video làm clip ăn như nè mọi người, ẩm thực như nè, anh chị em cả ba mẹ đâu ai xem đâu, không xem đâu, tại vì mình làm không hay. Bạn bè cũng vậy, bạn bè kêu là làm cái khác thì làm cái này biết chừng nào mà phát triển. Nhưng mà Linh sẽ tin một ngày đó, một ngày nào đó kênh của Liêm phát triển, nhiều người yêu mến lên, mình tin điều đó không người. Chứ bây giờ không có định, không giờ chạy theo ai hết. Nhất á, cuộc sống, công việc, thời gian của mình thì mình cố gắng mình làm ra. Ngoài làm ẩm thực thì ra bây giờ kêu Liêm làm cái gì khác, đi review đồ ăn cũng được mà. Review đồ ăn phải ở trong thành phố cơ, cái khu vực quận 12 này đâu có nhiều quán đâu mà review. Còn quán vỉa hè, vỉa hè đa số mọi người đều biết hết rồi. Mày rõ rồi, nhưng mà phải cố gắng mọi người. Bây giờ không phát triển nhưng mà một sau này nó sẽ phát triển thôi, mà chậm hơn một tí. Vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người, hết 4 con rồi. Bữa nay ăn nổi em đây 4 con. Chắc ăn được rồi. Này nước nhà Hà Nội nha. Mọi người nhớ xem video của Linh, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Linh nha, và chia sẻ lên những cái trang Facebook hay những cái trang Zalo gì đó mọi người, có gì mọi người chia sẻ hết cho Liêm, giúp cho Liêm vượt qua những cái lần đầu mà khó khăn như này mọi người. Cái video của Liêm á, mọi người mà buổi tối mọi người về, mọi người rảnh vào xem, nhằm lúc đang xem đấy chừng mà mọi người đang bận việc gì đó thì mọi người cứ để cho nó tự chạy luôn mọi người, cho nó chạy hết cái video luôn, để cho Liêm vừa được giờ nè, vừa được giữ chân người xem lâu hơn nè mọi người đó, để YouTube nó đánh giá cái kênh của Liêm nó tốt, nó nhanh phát triển hơn. Chứ mọi người xem video của Liêm mà một phút hai phút mọi người thoát ra là Liêm sẽ mất liền. Thứ nhất là không có đề xuất, thứ hai là kênh cái YouTube nó đánh giá cái video của Liêm á, nó hạn chế lại, không hiển thị rộng rộng ra cho mọi người xem khác xem.
Mỗi video là Liêm xin mọi người là 5 đến 10 phút thôi, hoặc là 5 phút thôi cũng được. Và mọi người nhớ là like nè, comment, chia sẻ lên. Nếu mà video nào cũng như vậy á thì kênh của Liêm mau phát triển lắm mọi người. Liêm cố gắng làm để bằng được kiếm tiền. Rồi Liêm có tiền sẽ mua những cái đồ ngon về là quay cho mọi người xem mà. Tiền lương ít ỏi của Liêm á, về vừa nuôi gia đình và vừa quay nó, chi phí nó rất là cao mọi người. Bánh mì nó dai mà cũng mềm, nó dai nhai mỏi hàm lắm. Mọi người ơi, thì bảy con cút rồi, mình Liêm ăn được có 5 con rồi mọi người, giờ ngán nè đó. Cái video của Liêm giờ cũng dài dài. Thì Liêm xin hẹn mọi người những cái video sắp tới, trong thời gian ngắn đó thôi, Liêm sẽ cố gắng ra một cái video để ăn mừng 1.000 sub nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua luôn ủng hộ. Và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký và chia sẻ cho Liêm. Rồi, cảm ơn mọi người nha.